thực hiện chủ đề công tác năm và tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Ngày 19 tháng 8, hơn 300 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã Thống Nhất đã tham gia ngày Chủ nhật xanh. Trước đây, vệ sinh môi trường là một trong những vấn đề phức tạp tồn tại nhiều năm tại xã Thống Nhất. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Thống Nhất bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động cũng như ra quân tổng vệ sinh, bộ mặt nông thôn mới trên địa bàn xã đã có nhiều thay đổi tích cực. Trong đó, ngày Chủ nhật xanh được xã Thống Nhất tổ chức thực hiện hàng tuần tại các thôn nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh, huyện và xã về bảo vệ môi trường sinh thái. Có mặt từ rất sớm cùng với các hội viên nông dân quét dọn đường giao thông. Cái phòng trào này đi hàng năm thì chúng tôi vận động hội viên ấy, nhất là nhiệt tình, và cứ có ngày Chủ nhật xanh thì chúng tôi huy động nhất đông đủ và nhất lên nhiệt tình và ủng hộ thì làm sao để cái thôn của mình trở thành cái làng văn hóa, thôn văn hóa thì nó đẹp đẽ, cho nó thôn đường nó sạch đường sạch ngõ sạch cánh đồng. Tham gia ngày Chủ nhật xanh, đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực tham gia dọn vệ sinh, làm sạch cảnh quan môi trường khuôn viên. Xã cũng đã bố trí các thiết bị cắt tỉa cây, xe và máy móc thu gom rác thải trên trục đường xã đi qua thôn chợ, thôn làng và thôn đồng cao. Một số hộ gia đình có tư tưởng bảo thủ, coi vệ sinh chung không phải là việc của mình. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, các hộ này cũng nhận thức được và nhiệt tình thực hiện vệ sinh môi trường từ nhà ra ngõ, nạo vét cống rãnh, loại bỏ các đồ phế thải, đặc biệt là các dụng cụ đựng nước, các ổ nước đọng để đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Thay mặt cho Bí thư Chi bộ, trưởng thôn đồng cao, thì với cái sự quan triệt từ ở tỉnh cho đến cấp huyện cũng như cấp xã về đến ở cấp thôn, thì với cương danh là Bí thư Chi bộ thì cũng đã quán triệt trong chi bộ, trước tiên quán triệt trong chi bộ đồng chí đảng viên với các ban ngành đoàn thể phối hợp với nhân dân là hưởng ứng cái phong trào là coi như là về đích nông thôn mới của năm 2018 mà của tỉnh cũng như của huyện đã đặt ra cho xã Thống Nhất, và xã Thống Nhất đã cam kết là bằng mọi giá, bằng mọi hình thức là toàn dân mọi người là tham gia để làm sao xây dựng xã Thống Nhất được vào cái đạt được cái nông thôn mới của năm 2018. Về sự chỉ đạo đấy thì nói toàn dân là cũng đều đồng tình hưởng ứng, và hàng ngày hàng tháng đã triển khai các ngày Chủ nhật xanh. Hiện nay là coi như là trên địa bàn của xã Thống Nhất chủ yếu của thôn Đồng Cao chủ yếu là vệ sinh môi trường, là thu gom rác thải. Theo sự chỉ đạo của huyện cũng đã tạo điều kiện cho dân có xe hàng ngày thu gom rác thải. Sau một buổi sáng tích cực, gần 4 km đường trục xã đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, nêu cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác phối hợp và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào ngày Chủ nhật xanh, giữ gìn môi trường sống trong lành, xanh, sạch, đẹp.